nay, lần đầu tiên con gái đưa bạn trai đến. Mình vừa ngạc nhiên, vui mừng và thoáng chút buồn. Cũng giống như mẹ mình 30 năm trước. Mong tương lai con luôn hạnh phúc. Nghe cảm nhận được tình yêu 30 năm. Think Future, Lotteria. Điều đầu tiên mà Lotteria nghĩ tới là một cuộc sống sinh hoạt lành mạnh và tương lai khỏe mạnh. Kể từ khi khai trương chi nhánh Lotteria số 1, cửa hàng ăn nhanh đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1979, đầu tiên và số 1 là những danh từ luôn theo sát Lotteria trong suốt 30 năm qua. Đứng đầu về doanh thu, có nhiều chi nhánh nhất, đứng số 1 về thị phần. Đặc biệt, qua việc không ngừng cải tiến kinh doanh, mạnh dạn đầu tư và phát triển các sản phẩm mới đi trước một bước, Lotteria là thương hiệu Hàn Quốc duy nhất vượt qua các công ty đa quốc gia khác để tạo ra huyền thoại chưa từng có tiền lệ trong ngành kinh doanh đồ ăn nhanh thế giới. Giờ đây, Lotteria không chỉ dừng lại trong lĩnh vực đồ ăn nhanh mà đã tiến sang cả lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và phát triển thành một doanh nghiệp chuyên kinh doanh nhà hàng tiêu biểu của Hàn Quốc. Chúng tôi đi xe đạp cùng nhau. Một trăm điểm bằng với số điểm của tình bằng hữu. Chúng tôi đeo đồ trang sức giống nhau. Hôm nay là ngày tuyệt vời khi tôi tìm được người bạn tốt nhất trên đời. Ngày viết nên ký ức vòng tròn thú vị. Enjoy Lotteria. Bằng suy nghĩ đi trước và hệ thống hiện đại, bộ phận kinh doanh hamburger đang chiếm tới hơn 45% thị phần trong nước. Bộ phận kinh doanh hamburger chinh phục khẩu vị đa dạng của khách hàng bằng cách luôn phát triển sản phẩm mới và hoàn thiện các công đoạn sản xuất có thể tin cậy được. Ngoài ra, chúng tôi còn mang lại cho khách hàng sự hài lòng qua việc mang đến cho các cửa hàng dáng vẻ của quán cà phê, thực hiện các dịch vụ trải nghiệm đa dạng cho người tiêu dùng. Kết quả là bộ phận kinh doanh hamburger trở thành đơn vị kinh doanh nhà hàng đầu tiên ở Hàn Quốc giành được chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm và kinh doanh chất lượng và giữ vững vị trí của thương hiệu dẫn đầu. Nhưng chúng tôi không thỏa mãn với kết quả hiện có. Ngoài việc phát triển các sản phẩm mới phù hợp với trào lưu sống khỏe, bộ phận kinh doanh hamburger còn đang vươn lên trở thành thương hiệu toàn cầu, đáp ứng khẩu vị không chỉ của người dân Hàn Quốc mà còn của người dân toàn thế giới. Bộ phận kinh doanh hamburger sẽ trở thành nền tảng gìn giữ đồ ăn an toàn cho chúng ta và giới thiệu văn hóa ăn nhà hàng của chúng ta ra thế giới. Cô ấy chỉ đọc sách. Anh ấy chỉ thích nghe nhạc. Có vẻ như chỉ là anh học khóa trên. Có vẻ như chỉ là em học khóa dưới. Tao quý mày vì tao đang ôm mày. Em là gì đối với anh? Anh là gì đối với em? Hôm nay là ngày tuyệt vời để tỏ tình. Ngày thiên thần tìm đến với tôi. Daily Delight and Jenna's Coffee. Cà phê uống cùng thiên thần Angelus. Bắt đầu với tên là cà phê Java năm 2000, sau đó đổi tên thành cà phê Angelus năm 2006. Bộ phận kinh doanh cà phê đang phát triển thành thương hiệu toàn cầu, bắt đầu từ Hàn Quốc, sau đó là ở Việt Nam, Trung Quốc, để mang đến cho khách hàng những hương vị tươi mới nhất. Ngoài việc tuyển chọn kỹ lưỡng hạt cà phê Arabica,
bộ phận kinh doanh cà phê còn kiên quyết duy trì việc trực tiếp rang xay hạt cà phê tại Hàn Quốc. Đặc biệt, với cách trang trí nội thất hiện đại và cao cấp, chúng tôi còn tạo ra một không gian ấm cúng phù hợp với hương vị cà phê tuyệt vời. Thiên thần tinh nghịch Gabriel, người theo chủ nghĩa lãng mạn đích thực Raphael, Angela xinh xắn và đáng yêu sẽ mang đến những tách cà phê thơm ngon nhất trên đời. Chúng tôi sẽ tạo nên những cuộc gặp gỡ của những con người muốn giống với linh hồn của các thiên sứ. Buổi tối thứ sáu, một chút xao xuyến và một chút hồi hộp. Vì hôm nay mình hẹn đi chơi với cô ấy. Hy vọng sẽ luôn có những ký ức đẹp. Mỗi ngày đều giống như ngày thứ sáu. In here is always Friday. TGI Fridays. Nơi thưởng thức vị ngon. Quán ăn bình dân mang đến niềm vui cho khách hàng. TGI Fridays giới thiệu sự ra đời của nhà hàng gia đình chính thống đầu tiên ở Hàn Quốc năm 1992. TGI Fridays mang đến cho khách hàng rất nhiều hương vị đa dạng và độc đáo, từ các món ăn kiểu Mỹ truyền thống cho đến các món của Mexico và Italia. Thêm vào đó, chúng tôi còn đang sáng tạo nên văn hóa ăn nhà hàng với những kinh nghiệm luôn luôn mới mẻ qua các sự kiện đa dạng, các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vì văn hóa ăn nhà hàng, tất cả các ngày đều luôn vui vẻ và thoải mái như thứ sáu. TGI Fridays sẽ trở thành doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng uy tín, mang đến những món ăn ngon nhất và dịch vụ tốt nhất. Hôm nay, mình cũng leo lên con đường dốc thẳng đứng. Lúc đầu, mình cứ nghĩ là mình sẽ dạy cho những đứa trẻ kia. Nhưng chính mình mới là người nhận được bài học lớn. Đó là một ngày trong sáng và tuyệt vời như nụ cười của bọn trẻ. Ngày mà tấm lòng với tấm lòng hòa làm một. Một thế giới tuyệt vời, Lotteria. Những nỗ lực của Lotteria để tạo ra một ngày tuyệt vời luôn được tiếp tục ở mọi nơi trong xã hội chúng ta. Cuộc vận động xây dựng thế giới tuyệt vời bằng cách sử dụng tiền tích lũy được khi bán sản phẩm và tiền quyên góp của khách hàng để giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Qua cuộc vận động này, chúng tôi đã chia sẻ hy vọng với các em nhỏ và tình cảm ấm áp với những người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tiến hành cuộc vận động yêu môi trường nhằm bảo vệ đồ ăn an toàn và môi trường trong sạch để có thể trao lại cho con em chúng ta một tương lai khỏe mạnh. Lotteria là doanh nghiệp đang mơ tới một thế giới tuyệt vời nơi tất cả cùng hòa hợp. Giờ đây, Lotteria sẽ vươn lên thành công ty nhượng quyền đa thương hiệu hàng đầu châu Á. Lotteria đi bước đi đầu tiên trên con đường trở thành thương hiệu toàn cầu với việc tham gia vào thị trường Việt Nam năm 1998. Liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao qua mỗi năm và đang chiếm gần 50% thị phần. Đặc biệt, năm 2008, Lotteria đã tiến vào thị trường Trung Quốc, thị trường lớn nhất châu Á và đang cùng 1,3 tỷ khách hàng xây dựng một tương lai tươi sáng. Bằng việc phát triển sản phẩm phù hợp với khẩu vị của người dân bản địa và chiến lược bản địa hóa hệ thống, Lotteria đang tiến ra thế giới bắt đầu từ châu Á và đi đầu trong văn hóa ăn nhà hàng mới, từ bộ phận kinh doanh hamburger cho đến bộ phận kinh doanh cà phê. Lotteria sẽ trở thành một trong ba công ty nhượng quyền kinh doanh nhà hàng đa thương hiệu lớn nhất châu Á vào năm 2018.
và sẽ tạo nên những ngày tuyệt vời cho người dân thế giới. Thời gian tuyệt vời hơn, gặp gỡ tuyệt vời hơn, thế giới tuyệt vời hơn, doanh nghiệp mơ ước tương lai tốt đẹp hơn. Lotteria sẽ tạo nên những ngày tuyệt vời. Ngày tuyệt vời, Lotteria.